rồi nhớ thương cha còn đang giữa đồng. Trời bao giông nhìn dáng cha sẽ thấp con tim, dáng cha gầy như bão mưa về trên dòng sông. Giọt buồn giọt tuổi đêm ngày, cây cột mẹ rồi mái lá nghe cũng đừng giọt xiêu. Dẫu mà cơn nắng bấy lâu mà dây bầu, mày còn không hiểu mới mưa dầm mày lại hiểu. Trên bếp dưới vắng tanh, đời dưới trong môi mồm ngoài kia mưa dầm, cha còn dầm mưa tàn cơn mưa dầm, mẹ gần về chưa. Để thèm cuồng giọt nắng rớt sau hè, con vẫn ngồi nghiên bếp lửa hồng nuôi ngọn đèn chung. Thế nào thì nắng cũng lên trên giang bầu, mẹ chồng cha hai bữa cơm nghèo chiên canh cá cấm. Bà con và các bạn thân mến, vừa rồi là một nhạc phẩm đã mở đầu không gian của Phương Nam Hương Sắc Tình Ca trong buổi trưa ngày hôm nay. Chúng ta đã được lắng nghe một phần trong ca khúc Sa Mưa Dông với tiếng hát của ca sĩ Nhí Nghi Định. Dạ, bà con ơi, bà con đừng tò mò tại sao chương trình ngày hôm nay chỉ phát một nửa ca khúc thôi. Tại vì chúng ta phải tranh thủ thời gian giao lưu cùng với nhân vật khách mời đặc biệt ngày hôm nay. Và nếu như những quý thính giả nào đang theo dõi chương trình thông qua fanpage thì có thể thấy rất là rõ rồi. Hiện tại ngồi giữa Hà Hương và Tấn Khoa đây chính là cô bé có giọng hát dân ca ngọt ngào, Nghi Định và người ba yêu quý của mình. Dạ, xin được giới thiệu anh Trọng Hiền là ba của ca sĩ Nhí Nghi Định trong buổi trưa ngày hôm nay cũng đến gấp vui trong không gian của Phương Nam Sắc Tình Ca để có hòa hòa một cái không khí vui vẻ rộn ràng buổi trưa ngày hôm nay. Và đặc biệt là trong không gian này chúng ta có thể chia sẻ với nhau nhiều hơn về cuộc sống của bé ở thời điểm hiện tại, việc là bé có thể là làm thế nào để theo đuổi việc học mà có thể là cân bằng cái việc chúng ta có thể là theo đuổi đam mê của mình nữa ạ. Và lời đầu tiên, dạ, có lẽ nhờ anh Trọng Hiền cũng như là bé Nghi Đình sẽ gửi một lời chào đến với những quý thính giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay ạ. Con lấy trước đi. Con xin chào các ông bà, các cô chú và các anh chị đang xem cái video Zalo của con. Dạ. Trường quá. Dạ, bé còn hơi ngại ngùng một xíu. Chương trình Phương Nam Sắc Tình Ca hôm nay cũng rất vui vì đón tiếp bé Nghi Đình. Còn bây giờ sẽ là lời chào của anh Trọng Hiền ạ. Mình là ba của cháu Nghi Đình. Cũng xin chào quý khán giả đang xem chương trình Phương Nam Hương Sắc Tình Ca được phát trên fanpage của kênh Mekong FM. Dạ, chào anh.
Dạ, đó là lời chào của hai nhân vật khách mời trong buổi chơi ngày hôm nay. Và hy vọng là với không gian giao lưu và với cái sự nhiệt tình của Tấn Khoa, Hà Hương thì hai khách mời sẽ cảm thấy thoải mái hơn để có thể là chia sẻ nhiều hơn với bà con thính giả đang nghe đài ạ. Và một lần nữa rất là cảm ơn anh Trọng Hiền đã dành thời gian để đưa bé Nghi Đình đến đây và cùng gặp gỡ quý thính giả miền Tây của mình. Chắc là trước tiên cho Hà Hương được phép quan tâm khách mời của mình chút xíu Tấn Khoa ha. Nghi Đình ơi, hôm nay đến giao lưu con có rung lắm không? Dạ thì con thấy rất là vui. Vui thôi hả? Còn cảm xúc gì nữa không? Con có hồi hộp không? Dạ thì con thấy rất là hồi hộp khi vô đây. Không sao hết, có bà ở bên cạnh cho nên Nghi Đình cứ tự tin nha. Dạ, và thưa bà con có thể thấy một cái nét gọi là nhẹ nhàng, dễ thương của bé Nghi Đình từ những cuộc thi mà bà con có thể theo dõi trên sóng truyền hình từ năm 2017. Và hôm nay chúng ta gặp lại cô bé Nghi Đình sau một năm với những gọi là những cái trải nghiệm từ những cuộc thi. Thế thì hôm nay chúng ta sẽ có thể bắt đầu cuộc giao lưu. Bà con đừng quên tổng đài của Mekong FM là 028 38 30 90 90 để chúng ta có thể kết nối cùng với chương trình và có thể chia sẻ giao lưu cùng với khách mời. Còn bây giờ thì đầu tiên chắc là sẽ bắt đầu câu chuyện với bé Nghi Đình trước. Không biết là bé Nghi Đình mình thích hát từ bao lâu rồi? Dạ thì con thích hát từ lúc con 3 tuổi. Lúc 3 tuổi hả? Dạ. Lúc đó bài đầu tiên con hát, con nhớ bài gì, hát nguyên bài không? Dạ con hát được bài Anh Ba Khía. Anh Ba Khía hả? Dạ. À, 3 tuổi thuộc hết bài luôn. Hay vậy ta. Dạ. Rồi lúc đó thì con hát cho ba mẹ ở nhà nghe hay là con hát cho thầy cô bạn bè nghe? 3 tuổi thì chắc là ở nhà ha. Dạ. Rồi hồi đó bài Anh Ba Khía đi, chứ như bài đầu tiên mình hát được á, lúc đó ai dạy mình vậy hay là mình coi đĩa mình hát theo? Dạ cha mẹ con hay bắt bài đó với con nghe con thuộc. Wow, là nghe thuộc. Dạ. Mà Tấn Khoa 3 tuổi Tấn Khoa nghe chắc Tấn Khoa cũng bị bỡm được vài câu thôi hả? Dạ. Rồi Nghi Đình ơi, tại vì Hà Hương nghĩ là ở trong nhà đó thì ba mẹ sẽ phát rất là nhiều nhạc khác nhau, tại sao con lại thích nhạc dân ca như thế này? Dạ tại vì nhạc dân ca rất là hay và nó rất là nói về tình cảm của cha mẹ. Dạ thì con thích. Nghe con nghe con cảm thấy con dễ hiểu, dễ cảm nhận được đúng không? Dạ. Đó là câu chuyện hồi con 3 tuổi đi. Dạ. Bài hát đầu tiên mà con thuộc nè. Dạ. Rồi tới chừng mà con bắt đầu đi học á. Dạ. Lúc đó là con tới trường, con có thường hay hát cho bạn bè thầy cô nghe chưa? Dạ thì trường có kêu con đi văn nghệ, với lại con cũng có hay hát cho thầy cô và bạn bè nghe. Có nữa hả? Dạ. Ví dụ như 20 tháng 11 thì thường con có hát không? Dạ có. Có hả? Dạ. Năm nay nay là 10 tháng 11 rồi nè. Dạ. Chuẩn bị tới 20 tháng 11, 10 ngày nữa. Dạ. Thôi. Không biết là trường con có kế hoạch gì, con có tham gia tiết mục nào không? Dạ có. Wow, chuẩn bị là có tiết mục mới đây. Vậy là một cây văn nghệ của trường ha. Dạ. Rồi, Nghi Đình thân mến, cô Hà Hương lại có thêm một câu hỏi cho con nữa đây. Dạ. Con có còn nhớ cuộc thi đầu tiên mà mình tham gia là cuộc thi gì không? Dạ, cuộc thi mà con thi đầu tiên là cuộc thi biệt tài tiếng hơn. Dạ. Lúc đó con có biết tới cuộc thi đó trước chưa? Hay là sau khi nghe giới thiệu, sau khi đi thi rồi thì con mới biết đến cuộc thi này? Dạ thì lúc mà con biết cuộc thi đó trước rồi, con mới đăng ký đi thi. Lúc đó có xin ba cho đi thi không? Dạ có. Lúc là con xin ba hả? Dạ cha con cũng cho con đi thi nữa. Ừ, rồi lúc đó con nhớ con nhiêu tuổi không? Dạ như lúc đó là con 7 tuổi. 7 tuổi con thi biệt tài tí hon. Dạ. Lúc đó cái phần thi đầu tiên của con có run dữ lắm không? Dạ thì lúc đầu vô thì con hơi run, nhưng mà khi đứng trên sân khấu rồi thì con thấy không có run nữa. Ủa hay vậy ta? Tổ chức của ngôi sao là đây. Ủa hay vậy ta? Ví dụ như giờ chú Tấn Khoa thì chú Tấn Khoa đang run mà cái chú Tấn Khoa bước lên sân khấu cái chú Tấn Khoa hết run luôn hả? Dạ. Wow. Cái này là bí quyết nè. Đúng rồi, có bí quyết do Nghi Đình chỉ cho chú Tấn Khoa với. Dạ tại vì con rất là thích cô Cẩm Ly, mà lúc mà con thấy cô Cẩm Ly thì con rất là vui, như vậy con còn sợ nữa. Thấy thần tượng của mình cho nên không còn run sợ nữa. Dạ. Rồi hôm nay con ngồi kế bên con thấy cô Hà Hương có đẹp giống cô Cẩm Ly mà con thích không? Chú Tấn Hoa kỳ quá à. Chắc là con nếu có đó Hà Hương an tâm. Dạ đó là một phần gọi là làm quen ban đầu ha. Dạ. Để cho ca sĩ Nhí chúng ta, để Nghi Đình trong buổi trưa hôm nay có thể cảm thấy thoải mái hơn. Bây giờ chắc là bắt đầu câu chuyện một xíu nhỏ với anh Trọng Hiền trước ạ. Để có thể lúc nãy thì bé có chia sẻ là ngày nhỏ là khoảng năm 3 tuổi thôi, những ngày còn rất bé là bé đã bắt đầu là yêu thích hát rồi. Cũng như là bé nói là bé bài đầu tiên là nghe ba với mẹ bắt nhiều mở cho nên là bé thuộc theo. Vậy thì không biết là ngày nhỏ mình nhận ra được năng khiếu của bé là từ bao giờ anh ạ? Lúc mà anh thì ở nhà thì cũng hay karaoke. Rồi cũng như bắt những bài hát á, rồi bé thì nó cũng nghe, nó nghe rồi tự thuộc, mà lúc chưa biết chữ nữa là đã thuộc rồi. Dạ, chưa biết chữ đã thuộc bài hát trước.
Dạ. Giống như là nó nghe xong rồi mình thuộc một cách thụ động á, nó thấm vào máu luôn. Dạ. Mà khi ngày nhỏ thấy con mình có được năng khiếu vậy á, mình có nghĩ tới là tương lai xa là con mình sẽ có thể phát triển năng khiếu này, hay là mình chỉ nghĩ đơn giản giờ con bé nó thích ca hát líu lo là phát triển tốt, hay mình có nghĩ đơn giản vậy hay là mình có nghĩ xa hơn không anh? Có. Tại vì thì anh cũng lần đó tình cờ anh cũng đi anh lúc đó thì anh có buôn bán. Dạ. Cái anh đi buôn bán về thì thấy cháu hát karaoke mà rất là hay. Anh vừa bước vô thì anh nghe rất là đã luôn. Nhớ bài đó bài gì không anh? Phải bài khía không? Không, bài bún riêu cua đồng. Bún riêu cua đồng. Rồi bắt đầu là anh cho cháu đi thi. Đi thi thì cái bài đó anh cũng nắm chắc phần thắng, tại vì bé hát rất là hay. Dạ. Với lại cái dòng nhạc trùng với lại giám khảo nữa, giám khảo Cẩm Ly nữa. Dạ. Chị Cẩm Ly. Chị Cẩm Ly nữa thì anh nghĩ là cái dòng nhạc này cũng hợp. Dạ. Vậy là có thể thấy là anh có thể phân tích được cái đường hướng chiến lược. Dạ, mình căn vào tình hình thực tế. Thấy bé cái bài này bé hát ngọt nè, mà dựa vào cái tiêu chí cuộc thi nó cũng phù hợp nữa đúng không anh? Dạ. Anh ơi, Hà Hương thì có một thắc mắc như thế này. Thực ra thì không phải ai cũng có thể vạch ra được những cái định hướng như vậy và cảm nhận là bé hát hay đến mức độ nào. Không biết là anh Hiền có phải là một người cũng rất là đam mê ca hát không ạ? Dạ. Anh thì hồi lúc chưa lập gia đình thì anh cũng có theo tài tử. Dạ. Bên tài tử. Dạ. Rồi sau khi lập gia đình thì anh thấy nó cũng... Mình đi hát hoài thì không có lo được cho gia đình. Dạ. Với lại để mình thu nhập cũng ít ngày xưa mà. Ngày xưa thì đó đam mê thôi. Rồi thôi anh cũng gác lại để lo cho gia đình. Rồi Hà Hương đoán là Nghi Đình hát hay là có tố chất từ ba đây. Đúng không ạ? Anh nghĩ cũng vậy Hà Hương. Dạ. Tại vì nhiều lúc anh hát karaoke thì bé còn nhỏ. Nhiều lúc nằm đó nghe cũng thấm từ từ. Dạ. Khi mà mình phát hiện ra bé có năng khiếu như vậy á, thì có phải anh Hiền chính là người rèn thêm cho bé không? Hay là sau đó mình có cho bé đi học thêm ở những trường lớp, những thầy cô chuyên môn khác không anh Hiền? Không, cái này là thì cũng như là thấy bé có tố chất. Dạ. Rồi bé hát thì những cái chữ nào mà anh thấy chưa được hay á, thì anh chỉnh sửa chút xíu. Dạ, chị xem như là người thầy đầu tiên trên con đường nghệ thuật của bé Nghi Đình, đó chính là ba của mình đúng không? Nghi Đình ơi, có khi nào mà ba dạy có những chỗ khó quá con tập hoài không được không? Dạ thì cũng có khi có những chỗ đó nhưng mà ít lắm, có khi con làm được đó. Dạ, thì là ít lắm không khi con không? Làm dạ. được nữa. Rồi ví dụ như bé Nghi Đình đi cuộc thi đầu tiên mình tham gia, lúc đó là khi mà quá trình mình thi á là ba đi theo sát mình luôn hả? Dạ. Là ba đồng hành với mình. Dạ. Lúc đó mẹ ở nhà sao, mẹ chăm cho hai chị hả? Dạ. Rồi Tấn Hoa nhớ là quê bé Nghi Đình với anh Trọng Hiền mình là quê ở Long An đúng không ạ? Đúng rồi Tấn Hoa. Dạ. Rồi trong cuộc thi đó là bé Nghi Đình lúc đó là từ Long An lên thành phố đi, là đó là lần thứ mấy con lên thành phố rồi? Dạ con cũng không biết nữa. Mà lúc đó con từ Long An đi con lên thành phố rồi con đi thi, con có thấy lạ lẫm lắm không? Dạ có. Con có thấy sợ không? Dạ lúc đi thi thì con không sợ lắm. Không sợ hả? Dạ. Tại sao vậy? Có ba bên cạnh nên không sợ luôn hả? Dạ tại con vui. Là được đi thi được cái đam mê của mình đúng không? Dạ. Rồi những lần đi thi, những cái thử thách của chương trình đặt ra, con có cảm thấy khó với mình không? Dạ thì con thấy cũng không khó lắm. Không khó lắm hả? Dạ. Ví dụ như nha, trong suốt cuộc thi mà lần đầu tiên con thi á. Dạ. Là biệt tài tí hon đúng không? Dạ. Cái phần thử thách nào mà con nói là không khó lắm nhưng mà khó nhất là nào đâu? Con nhớ không? Hay là cái nào thấy cũng dễ với con hết hả? Dạ, cái nào con thấy cũng dễ hết. Nói chung là dễ, mà quan trọng lên sân khấu mình làm sao cho hay thiệt có thể thôi đúng không? Dạ. Rồi bây giờ hỏi thăm xíu nè, hiện tại là con đang học được lên tới lớp mấy rồi? Dạ, con đang học lớp 4. Lớp 4 rồi? Dạ. Thế thì bây giờ là coi như là con đi học nè, như con nói là 20 tháng 11 này cũng tiếp tục có chương trình văn nghệ với trường nữa. Dạ. Rồi... thế thì những cuộc thi thế này, con gần đây nhất đi, con có đang mong muốn là mình sẽ thêm tham gia cuộc thi nào nữa không? Con có thấy cuộc thi nào mà mình thích mà mình chưa đăng ký chứ không? Dạ thì con nghĩ là con sẽ không đi thi nữa tại vì con muốn học nhiều hơn. Muốn học nhiều hơn? Dạ.
Hỏi nhỏ nha, có phải điều này ba dạy cho con không? Dạ. Ba kêu học trước đi rồi sau này đi hát sau không? Dạ thì cha cũng có dạy nhưng mà con cũng tự nghĩ là hãy học nhiều hơn. Wow. Dạ. Một câu trả lời với góc nhìn của Tấn Khoa. Có thể hài lòng hơn được chính nữa. Chính xác, rất khéo léo. Ba có dạy con như vậy nhưng mà bản thân con cũng thấy một cái sự kết hợp, không chỉ là ba chỉ sao con làm vậy mà bản thân con cũng phải thích, phải yêu nó nữa. Thưa bà con và các bạn, buổi trưa ngày hôm nay chúng ta đang có cuộc trò chuyện cùng với ca sĩ Nhí Nghi Đình, cùng với người đồng hành cô bé, đó chính là anh Trọng Hiền, là ba cô bé Nghi Đình trong buổi trưa ngày hôm nay. Lúc nãy thì chúng ta đã có phần làm quen sơ ban đầu, cũng như là hiểu hơn về những cuộc thi đầu tiên mà bé đã tham gia, và cũng hiểu được cái nỗi trăn trở của anh Trọng Hiền, đó là anh cũng là một người yêu nghệ thuật, yêu cải lương, yêu ca hát, nhưng mà vì có thể lo cho gia đình hay là lo cho con mình có thể là tiếp tục những cái ước mơ của con thì anh tạm gác lại ước mơ của mình. Và phần này chắc chắn một tí nữa chúng ta sẽ trò chuyện nhiều hơn. Dạ, chắc chắn là như vậy rồi thưa bà con. Còn bây giờ đây Hà Hương đã nhận được tín hiệu kết nối đầu tiên của một vị thính giả. Xin được giới thiệu luôn là chị Ngọc ở Cần Thơ ạ. Chúng ta sẽ cùng làm quen xem ngày hôm nay chị Ngọc muốn được chia sẻ thêm những điều gì cùng với Ngọc nữ dân ca Nghi Đình bà con nhé. Alo, Tấn Khoa, Hà Hương và hai khách mời của chương trình giai điệu Phương Nam sắc tình ca trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được chào chị Ngọc ạ. Em chào anh Tấn Khoa với chị với dạ. Bé Nghi Đình là mới lên em thay vị rung. Dạ, Tấn Khoa định nói là có khi nào mà rung mà quên luôn tên khách mời không? Dạ, chào chị Ngọc. Trưa nay thì có bé Nghi Đình cùng với ba cô bé là anh Trọng Hiền đang trực tiếp lên sóng của Mekong FM. Chị Ngọc nãy giờ có nghe chương trình từ đầu luôn không ạ? Dạ có. Dạ, rồi ví dụ như bây giờ Tấn Khoa hỏi thăm nè, chị Ngọc á, mình đã có nghe những bài hát mà bé Nghi Đình thể hiện chưa? Dạ chưa. Chưa có cơ hội đúng không? Là bữa nay dạ. Có nè. Dạ. Thế thì nãy giờ như bé Nghi Đình cũng chia sẻ là cùng với ba cô bé là từ quê hương Long An, và có thể là từ ngày nhỏ thấy được tiềm năng của con mình, thì anh cũng đã có thể là cùng bé thử sức ở một vài cuộc thi nho nhỏ dành cho các bé thiếu nhi. Thế thì hôm nay chúng ta cũng được gặp gỡ bé Nghi Đình với một giọng hát là chuyên hát những cái bài nhạc dân ca. Bên cạnh đó bé Nghi Đình cũng hát được ca cổ nữa. Dạ, chị Ngọc ơi, chị Ngọc có thường hay hát dân ca là ca cổ nhiều không? Mình có thích văn nghệ phải không? Dạ em nghe thì nhiều nhưng mà hát thì dở lắm, mất đồng gà thì nó chết, giật thì nó kẹp xuống nước, còn cá thì nó nổi trên bờ. Dạ, dạ nghe cái hồi nó có chị kỳ chị ha. Dạ, dạ có sao nói vậy hả Hương? Đúng rồi, Nghi Đình ơi, có cô Ngọc ở Cần Thơ gọi điện thoại lên để giao lưu với con nè. Bây giờ con gửi một lời chào cho cô Ngọc đi, thay mặt cho ba gửi lời chào luôn nha. Dạ, dạ con xin chào cô Ngọc. Chào con, con nói chuyện dễ thương quá. Cho con hỏi nè, con vô nghề được bao năm rồi? Con đi dạ. Con đi hát bao dạ, năm rồi? Dạ con đi hát được một năm rồi. Ồ, rồi năm nay con học lớp mấy? Dạ con đi học, con đang học lớp 4. Ồ, dậu quá, vừa học vừa hát vậy đó mệt không con? Dạ con thấy không mệt lắm. Không mệt, mệt lắm. Lâu lâu cũng mệt mà không sao đúng không? Dạ, ủa chị Ngọc ơi, ở nhà chị Ngọc có bé nào mà cũng trạc trạc tuổi với bé Nghi Đình luôn không? Em cũng ham muốn để có đứa bé mà chưa có nè. Chưa có. Bởi vì hôm nay gặp bé Nghi Đình là còn muốn có nhiều hơn nữa, còn cưng nhiều hơn nữa đúng không? Dạ, chị Ngọc ơi. Dạ, hồi nãy như chị Ngọc cũng chia sẻ là chị Ngọc chưa có nghe được những cái bản thu hay là những cái chương trình mà bé Nghi Đình thi đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ, thế thì buổi trưa ngày hôm nay chương trình chúng ta giao lưu trong vòng một tiếng đồng hồ thì bây giờ cũng đã là 11:30 rồi. Chắc có lẽ là để một cái món quà gửi tặng cho chị Ngọc cũng như là gửi tặng bà con trong buổi trưa hôm nay khi mà đồng hành cùng chương trình. Không biết là bé Nghi Đình ơi, dạ. Con có chuẩn bị sẵn một cái đoạn trong bài hát nào á để gửi tặng bà con được không? Dạ, thì sau đây con xin hát một ca khúc mới mà con chuẩn bị ra MV. Wow, sắp ra MV luôn hả ta? Dạ. Bài gì ta? Dạ, con sẽ hát bài Thương Thương Em Kiếp Mồ Côi sáng tác của chú Nghiệp Lê. Wow, hay quá. Dạ, rồi bây giờ chắc là mời chị Ngọc mình cùng thưởng thức với bà con thính giả chương trình luôn nha. Dạ, dạ. Rồi, mời bé Nghi Đình. Thương em và thất nghẹn lời, chân bước chơi đời áo lắm màu thi phi, đêm về suối lệ hằng di, lần dài đôi má xuôi đi phương mình. Dạ, tại vì hôm nay con bị bệnh nên vậy con hát không được hay lắm. À. Đó, đúng rồi.
hẹn gì con ạ? À? Hẹn gì thấy thấy ba cái bé ngồi vẽ kế bên rồi có vẻ sốt sắng cũng lo lắng lắm. Dạ, thế thì hôm nay cũng là một cái phần mình coi như là gọi là luyện giọng trước chương trình. Cái này gọi là tập lấy hơi trước đi, rồi coi như tặng cô Ngọc. Rồi cô Ngọc ơi, cô Ngọc nghe bé hát rồi xong giờ mình có trò chuyện gì nữa không? Dạ không, nhìn tại nhường cho khán giả hát chứ em thiếu hết chương trình á, xong em bị 800 dạ rồi hiểu cái tâm tình này của chị Ngọc. Dạ hôm nay thì cũng là lần đầu gặp gỡ với chương trình, gặp gỡ với bé Nghi Đình, thì hy vọng là chị Ngọc có thể là biết thêm một giọng hát nữa để mình có thể là mình đưa vào cái kho nhạc của mình. Những cái hôm nào ở nhà mà rảnh rỗi mà có thể là muốn nghe nhạc, có thể tìm được cái tên Nghi Đình trên mạng xã hội hay là trên một số cái trang âm nhạc chẳng hạn, có thể tìm để nghe à. Dạ. Hay là có thể bật lại mê công FM buổi trưa hôm nay nữa nè. Dạ đúng rồi. Dạ. Rồi ngày hôm nay rất là vui được kết nối cùng với chị Ngọc. Chị Ngọc ơi, chị có một lời nhắn nhủ hay là một lời chúc gì đó dành cho bé Nghi Đình không chị? Chúc cho bé Nghi Đình hát càng ngày càng hay và học càng ngày càng giỏi để bước nói tiếng bước của cha ông mình theo nghề trả lương. Dạ cảm ơn cô. Dạ cảm ơn Tom. Dạ. Cảm ơn. Cảm ơn Hà Hương, cảm ơn em chị dí dỏm nha. Dạ, cảm ơn chị Ngọc rất nhiều. Rồi, cảm ơn chị Ngọc đã kết nối cùng với chương trình ạ. Và bà con và các bạn thân mến, quay trở lại với chương trình buổi trưa ngày hôm nay. Hồi nãy là bé Nghi Đình có nói là mình đang cảm, cảm mấy bữa rồi? Dạ, con cảm hồi thứ năm. Thứ năm hả? Thứ năm hôm nay thứ bảy mà chưa hết là phải uống thuốc thêm đó nha. Dạ. Con có sợ uống thuốc không? Dạ không. Nhưng như vậy là sẽ mau hết bệnh. Đúng rồi, sẽ mau hết bệnh nha. Rồi buổi trưa ngày hôm nay tiếp tục với câu chuyện của chúng ta. Hồi nãy thì cô Ngọc cũng có quan tâm hỏi là năm nay con học lớp mấy. Dạ. Cái này hồi nãy con cũng có kể bà con rồi. Vậy thì thường á, những cái khi mà con đi học vậy á, rồi thời gian nào mà con để dành cho ca hát đây? Dạ thì thứ bảy chủ nhật con sẽ đi hát, còn những ngày kia thì con sẽ để dành để đi học. À, bởi vậy cho nên hôm nay thứ bảy mới mời được Nghi Đình tới chương trình nè. Dạ. Đúng không? Cười bẽn lẽn á, cứ hỏi vậy là dạ. Dạ luôn là cái câu đầu tiên trong mỗi câu trả lời, dễ thương lắm bà con ạ. Cho nên quý bà con ơi, hãy tranh thủ cái thời gian này ha. Đâu phải lúc nào mình cũng được trò chuyện cùng với cô bé dễ thương này, cũng như là lắng nghe những điều tâm huyết từ ba của bé là anh Trọng Hiền đâu. Cho nên bà con hãy gọi về 028 38 30 90 90 để đăng ký giao lưu cùng với Phương Đa Mương Sắc Tình Ca buổi trưa ngày hôm nay nhé. Dạ. Còn quay trở lại với anh Trọng Hiền, hiện tại thì Tấp Hòa được biết là gia đình mình cũng đã chuyển hẳn lên thành phố Hồ Chí Minh để sinh sống và cũng để cho bé có cơ hội đi học tập và tiếp cận nhiều hơn với nghề, đúng không ạ? À đúng rồi, cảm ơn. Dạ, không biết là gia đình mình chuyển đến thành phố sống được bao lâu rồi anh? Thì sau cuộc thi Thần Tượng Tương Lai á, dạ. Thì bé thi xong thì anh cũng định hướng để cho bé lên Sài Gòn này để học. Dạ. Thì cũng nó cũng nhiều cái cơ duyên lắm. Dạ. Rồi bé cũng vào được, lên được Sài Gòn học. Thì năm lớp 3 là năm rồi đó. Rồi đến nay là năm lớp 4 cũng được 2 năm rồi. Dạ. Vậy là anh theo suốt chặng đường của bé luôn, từ những ngày đầu đến với cuộc thi và cho đến ngày hôm nay luôn. Đúng rồi, dạ. Anh rất là lo. Dạ. Dạ. Công việc gia đình của mình thì hiện tại đã thu xếp ổn thỏa hết chưa anh? À cũng ổn. Dạ. Vậy là khi mà bé học mẫu giáo lớp 1, lớp 2 là bé học tại Long An. Đúng rồi. Dạ, sang lớp 3 thì bé lên thành phố học. Dạ. Vậy Nghi Đình ơi, từ lớp 1, lớp 2 con học ở Long An đúng không? Dạ. Là hồi đó chắc con quen bạn nhiều rồi đúng không? Dạ. Rồi sau những cuộc thi mà con thi rồi á, thì gia đình mình bắt đầu là như ba nói là ba quyết định là chuyển đến thành phố. Dạ. Để cho con tiếp cận với môi trường mới, con đi học cũng trường mới luôn. Rồi con xa bạn có buồn không? Dạ có. Có hả? Dạ. Rồi lên đây nè, một năm rồi đúng không? Dạ. Con quen nhiều bạn chưa? Dạ rồi. Vậy là hết buồn rồi đúng không? Dạ. Cái này nè, mới lúc mà trước khi mà đến với đài của mình á. Dạ. Thì có một bạn cũ. Dạ. Năm lớp 2. Bạn cũ năm lớp 2. Dạ. Mới vừa gọi điện hỏi thăm Nghi Đình. Dạ. Mà không biết làm sao mà tìm được số điện thoại mà để gọi luôn. Mới vừa chừng 15 phút chứ gì. Dạ. Nó tên gì con? Dạ, bạn đó tên là Kim Hồng. Dạ. Vậy là bạn có gần nhà luôn không? Dạ, hồi đó thì bạn đó cũng gần nhà con. À. Con nghe bạn gọi hỏi thăm con. Dạ vui. Rồi ví dụ như là lâu lâu chắc là mình cũng có những dịp mình về lại Long An đúng không anh? À mà thứ bảy chủ nhật mà dạ. Thì có show á thì mình ở đây để mình đi, còn không có thì
cho cháu về quê thăm nhà. Dạ. Dạ. Tạo được một cái sự cân bằng trong cuộc sống cho bé rất là tinh tế. Cảm ơn anh Hiền nhiều lắm. Thực ra thì Tấn Hoa thấy á, ở cái phong cách của bé thì một cái sự gọi là nhẹ nhàng một chút gì đó, gọi là bẽn lẽn xíu, nhưng mà khi nghe bé chia sẻ đến với những cuộc thi á, thì Tấn Hoa thấy là bé cũng khá là mạnh dạn. Bé nói là không có run lắm đâu. Dạ. Thế thì không biết là bé Nghi Đình sau những cuộc thi á, bây giờ với cái thời gian mà con đi học rồi ba cũng có thể là tranh thủ thứ bảy chủ nhật, dạ, mà có chương trình nào thì chở con đi diễn đúng không? Dạ. Rồi bây giờ khi mà lên sân khấu ở những cái môi trường lạ lạ đi, sân khấu những cái chương trình khác đó, dạ, rồi có khi nào con bước lên sân khấu mà con run nữa không? Dạ thì đứng dưới sân khấu thì con run, nhưng mà lên sân khấu con hết run. Thì hả, cứ miệng bước lên là hết run luôn. Dạ. Hay quá vậy ta. Không, anh thấy cháu tự tin lắm. Dạ. Tại vì trong cuộc thi cũng vậy nữa, có bạn thì chơi thoải mái luôn. Dạ. Lúc mà mấy bạn mà thi chung đó rất là thoải mái, mà lên thì rất là tự tin. Anh cũng đánh giá cao của Nghi Đình. Dạ. Mình phụ huynh cái mình cũng thấy an tâm đúng an không? An tâm, không dạ. An tâm lắm. Nghi Đình ơi, trong các cuộc thi mà Nghi Đình đã tham gia đó, dạ, cô Hà Hương theo dõi nhiều lắm nha, dạ, thông qua các phần thi luôn. Cô Hà Hương thấy Nghi Đình không chỉ hát hay đâu mà đôi, dạ, khi còn có biểu diễn nữa, tay chân nè, rồi ánh mắt, rồi cử chỉ nè, dạ, thì ai là người dạy cho con điều đó? Dạ con tự làm. Con tự làm luôn hả? Dạ. Rồi những bài hát nào mà buồn buồn á, cái cô thấy con cũng buồn hiu à, vậy đó là sao mình buồn được vậy ta? Dạ tại vì hồi đó lúc mà con hát mấy bài mà kiểu như anh ba khí thì con rất là vui, nhưng mà khi mà con hát mấy bài buồn thì con cũng vui nữa, nhưng mà khi hát từ từ thì con buồn rồi. Tức là mình thấm, mình cảm nhận được đúng không? Dạ. Vậy bây giờ thử coi mặt vui thì sẽ làm sao đây, biểu diễn sao đây? Cô Hà Hương làm khó quá nha. Đâu, một cái, đây là một cách thức để bà con của mình cảm nhận nhiều hơn về cái biểu cảm của bé thôi. Vui rồi đúng không? Dạ. Vui, cười bẽn lẽn rồi giờ buồn thì sao? Hà Hương đang làm bé mắc cười, gặp tới phần tính phần cũng không có buồn nổi đâu. Quá. Rồi đây, nãy giờ ngoài thính giả mà gọi về cho chương trình ấy, thì cũng nhiều bà con đang xem chương trình qua fanpage lắm. Dạ. Thì có một số bà con cũng hỏi thăm bé đây, như chẳng hạn như là anh Huỳnh Quý Trường, anh có hỏi là một câu là không biết là bé Nghi Đình con thích học nhất là môn nào, và tại làm sao con thích môn đó? Dạ, con thích nhất là môn tiếng Việt. Tiếng Việt hả? Dạ. Cái này giống sở thích giống chú Khoa rồi nè. Giống cô Hà Hương. Dạ. Tại mình là người Việt mà. Dạ. Mà quan trọng là tại sao con thích, con thích ở điểm nào? Dạ, tại vì con thích nhất là được làm tập làm văn. Văn con điểm cao không? Dạ, cô chấm tốt. Cô chấm tốt là giỏi rồi đúng không? Dạ. Và hay là hôm nào làm tặng bài văn cho Mekong FM đi. Được. Dạ. Đó, cái chữ dạ Hà Hương, ta có thấy nãy giờ thính giả cũng nói là hỏi câu nào cũng phải dạ, nghe rất là dễ thương. Rồi Nghi Đình ơi, có một chú thính giả trên fanpage của chương trình, chú yêu thích, chú thích Nghi Đình hát lắm, đặc biệt là bài Bún Riêu Cô Đồng. Hay là bây giờ đây tranh thủ khoảng thời gian này mình sẽ hát tặng cho chú An Phan cũng như là nhiều cô chú khác đang theo dõi chương trình một đoạn trong bài Bún Riêu Cô Đồng được không? Nếu sức khỏe của con nếu mà giọng hơi cảm, con hát một đoạn ngắn thôi. Ngắn thôi. Thèm quá mẹ ơi, tô bún riêu của đồng, rau muống xanh xanh rợn năm nào mẹ nấu ăn. Giờ thèm được như xưa, nằm trên chiếc võng sao hè, được nghe tiếng hát di dầu của mẹ ru các em. Còn nhớ mẹ ơi, năm ấy mưa tơi bời, non lá che trên đầu ra đồng, mẹ bắt cua, nhìn từng giọt mưa rơi, lòng con cứ mãi dâng trào, vì con không nghĩ thân mình mẹ dầm trong gió mưa. Nghe mà trái tim băng giá không phải tan chảy. Mà nghe bé hát mà mũi nghẹt vì đang cảm, thấy thương lắm. Dạ. Bây giờ thì cảm ơn Nghi Đình đã gửi tặng một đoạn trong ca khúc Bún Riêu Cô Đồng tới bà con của mình ha. Dạ. Bây giờ thì trong thời gian chờ đợi thêm nhiều cô chú khác gọi về giao lưu cùng với chương trình. Lúc này đây chúng ta nhận được thêm được một tín hiệu kết nối nữa rồi đây Tấn Khoa ơi. Alo, Tấn Khoa, Hà Hương, ca sĩ Nhí, Nghi Đình và anh Trọng Hiền sẽ được gửi lời chào đến vị thính giả tiếp theo ạ. Dạ, alo. Dạ, chào chị ạ. Chị ơi, chị nghe rõ tín hiệu không ạ? Nghe rõ anh Tấn Khoa.
Dạ, nhưng mà bên Tấn Khoa Hà Hương đây có thể là nghe tín hiệu mình hơi nhỏ dạ. xíu. Chắc là nhờ chị sẽ nói lớn giúp Tấn Khoa Hà Hương nha. Dạ. Dạ, có phải là Hà Hương và Tấn Khoa đang được kết nối cùng với chị Trinh ở An Giang không ạ? Dạ, em Trinh ở An Giang chị. Dạ, chị Trinh ở An Giang. Dạ, nãy giờ chắc chị Trinh cũng nghe chương trình rồi nghe bé hát đúng không ạ? Dạ, có anh Tấn Khoa. À, hồi nãy chị Trinh thì chị Ngọc với một thính giả kết nối. Thì chị Ngọc đây là lần đầu tiên gặp với bé Nghi Đình cũng như là lắng nghe giọng hát của bé. Thế thì còn chị Trinh thì sao? Mình có nghe bé tham gia cuộc thi nào chưa? Dạ, em cũng thường xuyên nghe bé tham gia chương trình của chị Trinh anh Tấn Khoa. À, vậy là có đúng không ạ? Dạ, chị Trinh ơi, nãy giờ chị Trinh cố gắng nhưng mà tín hiệu vẫn còn nhỏ lắm đó nha. Cố gắng thêm chút xíu nữa đi chị Trinh ơi, để bà con chúng mình nghe rõ ha. Dạ, rồi chị Trinh ơi, bây giờ thì Tấn Khoa sẽ nhường lại không gian, tranh thủ thời gian chương trình để có chị Trinh có thể trò chuyện cùng với bé Nghi Đình cũng như anh Trọng Hiền trong buổi trưa hôm nay ạ. Mời chị Trinh ạ. Dạ, chào bé Nghi Đình nha. Dạ, con chào cô. À, bé Nghi Đình bên nay có khỏe không? Dạ, con hơi bị cảm xíu. Dạ, dạ. Có thuốc chưa? Dạ rồi. Giỏi con. Dạ. Hôm nay bé Nghi Đình được mấy tuổi rồi? Dạ, bây giờ con đang 9 tuổi. Dạ. Cô có con xem chương trình Tuyệt Đỉnh Thiên Tài Nhí đó, con ta rất hay đó. Dạ. Cô cũng nghe con ca giọng cổ đó. Đâu hôm nay mấy gia đình ta ca giọng cổ cho cô nghe coi. Để đánh sức nổi không? Hay là để dành xíu rồi tặng cô Trinh sau nha. Dạ. Dạ, vậy thì chị Trinh ơi, tại bé hôm nay thì bác cũng đang hơi cảm, nãy giờ bé cũng ráng hát tặng bà con lắm. Cái phần này thì chắc là cũng sẽ có, nhưng mà để xíu nữa rồi bé sẽ hát tặng chị Trinh với bà con mình nha. Dạ. Dạ, chị Trinh ơi, Tấn Khoa nghe chị Trinh trò chuyện với bé nghe ngọt ngào lắm. Không biết là chị Trinh bình thường đời sống hàng ngày mình có tiếp xúc với nhiều bé nhỏ nhỏ không? Dạ, em có gia đình Tấn Khoa. À, vậy là cũng có bé nhỏ nhà mình đúng không ạ? Dạ, có bé nhỏ chị. Dạ, rồi chị Trinh ơi, bây giờ thì ngoài việc mà hỏi thăm những cái khoảng thời gian mà bé có thể gắn bó với nghề, bé nhiêu tuổi và bé chỉ có thăm gọi là theo dõi những cuộc thi bé được từng tham gia nè, vậy thì chị Trinh còn có thêm những cái hỏi thăm nào về con đường sắp tới của bé chẳng hạn, hay là việc bé theo nghề hiện tại, mời chị Trinh nha. Dạ, bé Nghi Đình theo nghề được bao nhiêu rồi bé Nghi Đình? Dạ, dạ. Bé theo nghề được bao nhiêu năm? Dạ được một năm. Ủa, bé Nghi Đình 27 hả con? 27. Dạ. Dạ. À, cũng mới đây ha. Dạ. Rồi. Con sắp tới thì có gia đình có dự định gì không? Con có dự định mong ước gì chưa? Có không? Dạ con cũng không biết nữa. Bà con nhờ ba cứu bồ đi. Ha. Dạ. Là có cái dự định gì cho bé Nghi Đình trong thời gian sắp tới nhờ bà chia sẻ với bé. Và đây bé cũng nha. Là câu hỏi của thính giả trên bay có hỏi là anh Trọng Hiền mình có cái định hướng nào cho bé trong tương lai gần không? Thì tương lai thì cũng lo cho con, mà anh nghĩ thì bây giờ cũng lo cho cháu học trước đi. Dạ. Rồi cứ theo tự nhiên thì à, những cái MV của cháu thì cũng được đông đảo các cô chú gần xa trong và ngoài nước cũng ủng hộ. Dạ. Thì anh cũng làm những cái MV đó để cho khán giả yêu thích đó. Dạ. Để là có thể xem theo dõi bé dễ hơn. Theo dõi dễ hơn. Dạ. Chứ cũng chưa có định hướng gì khác. Dạ, quan trọng là việc học cho con. Đúng rồi. Dạ, con biết hiện tại thì anh Hiền đã hỗ trợ cho bé mình ra được bao nhiêu MV ca nhạc rồi anh? Cũng nhiều, anh không nhớ. Dạ cũng nhiều rồi. Dạ, ủa chị Trinh ơi, chị Trinh nói là có theo dõi bé từ cuộc thi, vậy thì chị Trinh có đón xem được MV nào của bé chưa? Cũng nhiều lắm anh, em cũng em thích nghe nhưng mà em thích nghe mà bé ca bài Bún Riêu Cua Đồng. À dạ, Bún Riêu Cua Đồng hồi nãy vừa mới ca luôn. Chắc là lúc mà chờ máy thì chị Trinh cũng nghe đúng không ạ? Dạ. À, thế thì bây giờ thì thời lượng của chương trình buổi trưa thì cũng không còn nhiều. Không biết là chị Trinh mình có điều gì nhắn gửi đến bé Nghi Đình hay là phụ huynh của bé, coi là người là định hướng theo dõi bé trong sát sao thời gian qua cũng là thời gian sắp tới đây ạ. Dạ, chúc bé Nghi Đình luôn học giỏi nha. Dạ, con cảm ơn cô. Ha, hết bệnh nha. Dạ. Rồi, bài cuối em cũng chúc anh Tấn Khoa chị Hương vui vẻ nha, cho công việc nha. Dạ, cảm ơn chị Trinh rất là nhiều ạ.
Dạ, và bà con và các bạn thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau gặp gỡ vị thính giả thứ hai. Và nếu như thời gian phần còn lại của chương trình mà còn đủ thời gian nữa thì hy vọng có thể gặp gỡ thêm một vị thính giả nữa. Còn nếu mà thời gian ít xíu thì sẽ để dành cái khoảng thời gian đó cho bé Nghi Đình gửi tặng bà con. Nhưng lúc nãy chị Trinh có yêu cầu là một câu vọng cổ nào đó. À đúng rồi, nói tới chuyện hát vọng cổ, cô Hà Hương có câu hỏi cho Nghi Đình đây. Dạ. Con hát vọng cổ như vậy thì con tập có khó lắm không Nghi Đình? Dạ thì con tập khoảng là 3 ngày. 3 ngày là con hát được một tiết mục có vọng cổ? Dạ, con tập 2 ngày xong rồi con tập thêm một lần nữa. Con nghĩ là 2 ngày con hát được rồi. Dạ. Ai là người tập cho con hát vọng cổ? Dạ là cha con. Con thấy bà hát có hay không? Dạ hay. Thấy ngoài ngoài nhìn triều mến ha. Rồi Tấn Khoa cũng được biết thêm một ý nhỏ này nữa, đó là anh Trọng Hiền, mình cũng là người đã từng có theo nghề một cái khoảng thời gian đúng không ạ? Dạ, thế thì lúc nãy anh có chia sẻ anh đã từng tham gia cuộc thi nào chưa? Thì năm 2002 á, thì anh có thi một cuộc thi là tìm kiếm giọng hát, tuyển chọn giọng hát hay hàng tuần á. Dạ, Tấn Khoa có biết tới cuộc thi đó. Dạ, vậy rồi qua cuộc thi đó, lần đó là bắt đầu là mình theo nghề. Không biết là anh lập gia đình từ năm nào, năm mấy à? Cũng cuối năm 2002. Vậy là sau cuộc thi đó mình lập gia đình thi. Là mình chăm toàn ý cho gia đình luôn. Đúng rồi, dạ, anh cũng bỏ tới nay luôn đó. Anh không có theo nghề, nhiều lúc cũng đam mê thì anh hát karaoke thôi. Dạ, Tấn Khoa hỏi một câu này, mặc dù Tấn Khoa có thể đoán phần nào cái câu trả lời nó, nhưng mà Tấn Khoa vẫn muốn nghe cái câu trả lời từ anh. Đó là anh có tiếc không khi mà gác lại ước mơ của mình? Không, anh tiếc lắm. Tại vì lúc đó mình đang vừa thi xong á, thì lúc anh thi xong thì khán giả rất là thích luôn á. Dạ. Mà anh bỏ nghề thì cũng rất là ổn. Đang đam mê mà thôi, tại vì cũng có đứa đầu tiên đó. Dạ. Cũng đang mang bầu thì thôi. Thì thôi cũng gác. Dạ. Lại luôn. Thế thì buổi trưa ngày hôm nay cũng là gọi là mình dùng cái từ là ý đồ của chương trình. Đó là mời bé Nghi Đình đến giao lưu với phòng thu của Mekong FM. Bên cạnh đó cũng bắt cóc thêm 3 bé tới đây nữa. Mà cũng được biết đó là anh cũng đã có một cái khoảng thời gian theo nghề nhất định mà tạm gác lại ước mơ vì gia đình mình, vì con của mình. Thế thì buổi trưa ngày hôm nay một câu vọng cổ nào đó có thể cất lên, anh Trọng Hiền có thể dành tặng bà con mình được không ạ? Xí. Dạ, trên fanpage của chương trình có một số vị thính giả yêu cầu hay là hai cha con hát song ca với nhau đi. Hồi trước tới giờ mình có thử song ca với nhau bài nào chưa anh? Chắc có đúng không? Cũng có mà vọng cổ thì chưa. Vọng cổ thì chưa anh? Dạ không sao. Vậy thôi mình về mình tập từ từ đi anh. Lần sau mà chắc chắn là tới giao lưu chương trình cái này là Tấn Khoa với Hà Hương phải đòi nợ liền. Dạ, còn bữa nay thì chắc là nhờ anh Trọng Hiền có thể làm một câu tặng bà con, cũng như là thỏa rồi cái nghề của mình, cái yêu nghề của mình mà trong một thời gian mà mình ít đến với những cái sân khấu thế này ạ. Dạ mà lâu quá sao anh ca không được. Dạ không sao, ca lại không có hay á. Dạ không sao, gọi là cái tinh thần mà là cái quan trọng nhất. Dạ, dạ. Tấn Khoa thấy ra anh... là anh nói vậy thôi chứ bí kíp có sẵn hết rồi. Bí kíp có sẵn, anh chuẩn bị hết. Dạ hôm nay tới chương trình hai cha con chuẩn bị chu đáo lắm. Những cái này là những cái bài hát này nè là anh cũng rất cực khổ lắm, tại vì viết tay lại là những cái bài hát của Nghi Định không hả? Dạ, là chuẩn bị cho con để con là đọc. Cũng như là mỗi lần mà thi á, dạ, chương trình nó báo một bài hát thì anh phải viết ra, tại vì ở dưới quê mà không có máy in, không có gì hết. Dạ, không phải là không có mà nó cũng rất là cực lắm nếu mà mình đi kiếm chỗ đúng á. Dạ, rất là cực. Rồi anh phải viết tay để tập cho bé cho dễ. Kể với anh Trọng Hiền nghe, cái này là Tấn Khoa thôi. Mỗi Tấn Khoa có một cái đặc điểm là mỗi lần mà xúc động hay là mỗi lần mà cảm thấy một cái câu chuyện gì đó mà khiến Tấn Khoa tác động mạnh vào cảm xúc á, thường là Tấn Khoa sẽ sởn gây ốc. Đây Hà Hương cũng đi như vậy đây. Dạ bà con ơi, những quý thính giả nào theo dõi trên fanpage chương trình có thể thấy rất là nhiều những bài hát được viết bằng tay, viết ra rất là cẩn thận như thế này. Chữ. Và ca sĩ của anh. Dạ, ca sĩ Nghi Đình của chúng ta cũng trưởng thành lên, được đến gần hơn với quý thính giả gần xa là cũng từ những bài viết, bài hát như thế này. Dạ, biết anh ba của bé Nghi Đình viết xong những cái lời bài hát cho con mình, viết xong rồi còn sợ mưa ướt hàng sao đó, lấy cái giấy kiến bao kỹ bên ngoài luôn, viết mà phải tô cái chữ tựa đề rất là đẹp nha, ngồi nắng nót như đây. Tấn Khoa thấy bài thương em kiếp mồ côi, nắng nót từng chữ. Dạ rồi bây giờ thì chắc là thời gian chương trình không còn nhiều, vẫn là tranh thủ mong muốn đó là anh
Trọng Hiền có thể gửi một câu hát đến bà con, như Tấn Hoa nói là có thể tặng bà con thính giả, cũng là một dịp để anh có thể là sống lại với đam mê của mình ạ. Bây giờ Nghi Đình cùng với cô Hà Hương và Tấn Hoa nghe ba hát ha. Dạ, Nghi Đình ơi, con có nhớ là ba hát bài gì hay không? Dạ, con không biết nữa. Không biết nữa hả? Ba hát bài nào cũng hay mà đúng không? Bây giờ mình dành một tràng pháo tay để động viên tinh thần của ba đi. Thôi thì bây giờ đến với chương trình thì mình cũng không có gì hơn để hát tặng cho quý khán giả xem chương trình Phương Nam Hương Sắc Tình Ca trên kênh Mekong FM. Thì hát có hay thì ý quên, hát có dở thì cũng bỏ qua. Dạ, còn hay thì càng tốt, không sao hết. Dạ. Rồi mời anh ạ. Rồi quý vị khán giả nghe nha. Nhung ơi sao em đành đoạn bỏ ra đi khi con thu mới vừa lên 2 tuổi. Sao em đành quay lưng ngoảnh mặt khi anh vẫn còn tha thiết yêu em. Suốt cuộc đời không gian vui tình nghĩa vợ chồng chung chắn sẽ gối. Từng tháng từng ngày mình gian khổ có nhau, nhưng kể từ đây em đã ra đi không trở lại nữa rồi. Còn anh thì suốt đời mang án, chỉ tội con khờ nó đang còn trong tuổi ngây thơ. Rồi đây ai dạy dỗ nâng niu, ai chăm sóc dỗ về, khi thiếu tiếng em trong giấc ngủ đêm dài. Nó sẽ khóc đòi cha hay buồn vì nhớ mẹ. Cha thì bị tù đày, còn mẹ thì bỏ đi xa. Thượng đế ơi, ông bài chi thảm trạng, để khổ lòng nhau khi chia cách gia đình. Thôi thì đành buông tay cho định số an bài. Dạ, không sớm ca còn không nổi. Anh ơi, Tấn Hòa đoán chắc là lâu lắm rồi mình mới ca cho nhiều bà con thính giả nghe vậy đúng không anh? Dạ, cảm xúc lúc này thế nào anh? Anh bị Tấn Hòa dụ chứ anh đó, ít có hát dài nghe. Dạ. Vậy mới thấy ngày hôm nay đến với phòng thu của Mekong FM thì chúng ta mới có thêm được những điều thú vị và đặc biệt như thế này đúng không ạ? Anh ơi, ngày hôm nay không chừng hát xong á, bà con kêu show lại không chừng. Đúng rồi đó, bà con mình tặng hoa cho anh trên fanpage chương trình quá không, chừng. Không, mà thật ra thì nhiều lúc bé Định đi show á, dạ, thì có nhiều nhiều người lắm kêu anh với bé Định hát chung tại, đi, đúng hát chung, dạ, mà anh không có tự tin. Dạ không sao, tại vì bỏ lâu quá rồi. Dạ. Thôi để cho cháu. Nghi Định ơi, con có thích hát cho chung với ba không? Dạ có. Có đúng không? Dạ. Vậy mốt về nói ba kiếm bản nào đó, hai ba con tập hát chung nha. Dạ. Rồi bây giờ thì thời gian chương trình không còn nhiều nữa, thì anh Trọng Hiền vừa tặng bà con một đoạn, và lúc nãy thì như chị Trinh, một thính giả gọi đến từ quê hương Tấn Hoa thấy lúc nãy là An Giang đúng không ạ, đã có làm yêu cầu mong muốn bé Nghi Định có thể hát một câu vọng cổ tặng bà con trong buổi trưa ngày hôm nay. Thế thì ngay bây giờ ha, chắc là mình ráng xíu ha. Tấn Hoa thấy là bé cũng đã có thể là bắt đầu lấy hơi rồi đó. Rồi mình ráng một câu được đúng không, tùy sức khỏe con nha.
rồi. Con uống miếng nước trước khi hát được không? Cần không? Cần không? Dạ, để con hát luôn đi. Ok. Con hát luôn đi hả? Dạ. Rồi, bây giờ thì cũng là một cái niềm mong mỏi của bà con thính giả. Thì bé cũng có sẽ là cố gắng hát một câu ngắn ngắn thôi để có thể tặng bà con trong buổi trường ngày hôm nay. Dạ. Không biết là con hát câu trong bài gì đây? Dạ, con sẽ hát một câu giọng cổ của bài Đất Nước Lầy Ru. Đất Nước Lầy Ru đúng không? Dạ. Rồi, bây giờ mời tiếng hát của ca sĩ Nhí Nghi Đình với một câu trong bản Đất Nước Lầy Ru. Thưa con năm nay con đã nghe lời ru đất nước. Ôi lời ru đã dưỡng nuôi con khôn lớn đơn người. Đến hôm nay con cất bước vào đời, lời mẹ ru vẫn khắc ghi trong tâm khảm. Đất nước mình dòng dõi rồng tiên, có hồng bàng là tổ nước ta, nước dân lan giới hùng dương nối nghiệp. Ôi dáng hình non nước thiêng liêng, ảnh hình trên trống đồng giống mãi. Cảm ơn con rất nhiều, dễ thương quá. Bây giờ thì ngôn từ đôi khi cũng bất lực, tức là không biết dùng từ gì nữa bây giờ. Mà quan trọng là cái cảm xúc lúc này rất là ngưỡng mộ. Đầu tiên là ngưỡng mộ giọng hát của bé Nghi Đình. Thứ hai nữa là ngưỡng mộ cách mà anh Trọng Hiền đã có thể là dẫn dắt con mình đến với nghề hát, cũng như là dẫn dắt con mình cái việc định hướng cho bé phát triển về những cái kỹ năng giao tiếp, cái kỹ năng về tinh thần của bé, việc là dạy dỗ bé đi học, lo cho việc học nè, cũng như là cái cách giao tiếp chia sẻ của bé rất lễ phép nhẹ nhàng. Dạ. Các bạn nghĩ đây cũng là điều mà nhiều bậc phụ huynh rất là mong mỏi thì ạ. Và riêng bản thân Hà Hương thì cảm thấy rất là mừng. Mừng là vì sao? Mừng vì không chỉ chúng ta phát hiện thêm một nhân tài, một giọng hát rất là ngọt ngào nữa, mà mừng vì thế hệ những cô chú, những anh chị mặn mà nhiệt huyết với dòng nhạc dân ca thì lúc này đây xem như đã có người nói nghề nói nghiệp rồi đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Và bà con và các bạn thân mến, thời gian của chương trình đã không còn nhiều. Tấn Khoa, Hà Hương sẽ dành khoảng thời gian vài phút còn lại để cho bé Nghi Đình cũng như anh Trọng Hiền có thể gửi lời chào đến bà con. Nghi Đình ơi, con muốn gửi lời chào gì đến bà con mà đã nghe chương trình nãy giờ đây? Dạ, con xin cảm ơn các ông bà, các cô chú và các anh chị đã xem kênh Mekong FM. Và con xin chúc cho các ông bà, các cô chú và các anh chị có nhiều sức khỏe. Cảm ơn Nghi Đình. Có sức khỏe là có tất cả đúng không? Dạ, còn lại chào con lại sẽ nhường cho anh Trọng Hiền ạ. Thì anh cũng cảm ơn là chương trình mình cũng như là Tấn Khoa với lại Hà Hương cũng đã tạo điều kiện cũng như cho bé được giao lưu với khán giả. Thì anh cũng không biết nói gì hơn. Thì anh cảm ơn chương trình và cảm ơn quý khán giả đang xem rất là nhiều cũng như là thương cháu. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn anh. Và anh biết không, thính giả trên fanpage của chương trình, bạn thính giả tên Facebook là Sang Đặng kêu là chương trình giao lưu tiếp đi chương trình ơi. Dạ, đó cũng là cảm xúc của Hà Hương lúc này, cảm thấy tiếc lắm vì chưa gì hết thì 60 phút đã trôi qua rồi. Thôi thì xem như đây là một cái cớ để mình hẹn tiếp với nhau anh Hiền ha, và cả bé Nghi Đình nữa. Lần sau chúng ta sẽ quay trở lại với phòng thu của Mekong FM và gửi tặng đến quý bà con nhiều sản phẩm âm nhạc mới của mình nữa. Và đặc biệt lần sau là con hứa là con phải giữ sức khỏe thiệt đúng tốt rồi nha. Đừng để bị cảm nữa nha. Và bà con và các bạn thân mến, và đến đây thì thời lượng của chương trình Phương Nam Hương Sắc Tình Ca, chương trình Đứng Bóng Mặt Trời trên Mekong FM trong buổi trưa thứ bảy hôm nay cũng đã không còn nữa. Tấn Khoa, Hà Hương, ca sĩ Nhí Nghi Đình cũng như là anh Trọng Hiền sẽ được gửi lời cảm ơn đến bà con quý thính giả chúng ta đã nhiệt tình đồng hành với chương trình trong buổi trưa ngày hôm nay. Và chắc chắn là nội dung chương trình hôm nay trò chuyện còn khá là ngắn, chúng ta chưa đủ để chia sẻ hết với nhau. Hẹn gặp lại bà con trong một ngày gần nhất nữa, gặp lại bé Nghi Đình ạ. Dạ vâng ạ, thưa bà con. Còn bây giờ đây thì cũng xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý bà con trong các chương trình tiếp theo bà con nhé. Chịu trách nhiệm nội dung Trang Công Tiến, chỉ đạo sản xuất Bùi Trọng Điển, tổ chức sản xuất Đỗ Trung Thuận, thư ký chương trình Mỹ Phụng, dẫn chương trình Tấn Khoa, Hà Hương, kỹ thuật phòng thu Đức Tình, Mai Lộc. Xa cách quê nhà